Thank you.
Bác Phong Nghiêm Tình Ngô. Đằng sau đây. 12 Nghi Nghiêm thì là con số. Bắt giữ trưởng đội 250 đội viên. Báo cáo hết. Phân đội 2 Nghi. Phân đội 3 Ba mươi đội viên, 30 người. 30 đội viên. Học cao nữa đi. Thank you.
quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, thiếu niên. Lại nhà bác à? Ừ. Bác ơi bác, quay lại gì cho có vợ cái? Bác để tao lấy vợ bác à? Tao tặng cho có 25 thiếu nhi, về thiếu nhi làm sao? Không quay anh như này, anh như cho có vợ, quay anh giờ chấm vợ cái. Thiếu nhi đã nghĩ đến chuyện đấy bạn. Thank you.
này đang di chuyển xếp biểu tượng chữ M và chữ N. Khối Mỹ Đức đang di chuyển xếp số 2 và số 9, tượng trưng cho Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 muôn năm. Các em Hồng Kỳ phía Tây, khối Hồng Kỳ phía Tây chú ý tác phong Hồng Kỳ. Xin nồng nhiệt chào mừng các em tinh thần mùng 2 tháng 9 bắt diệt. Đội nghi thức chi đội 1 đang di chuyển đội hình của mình thành vòng tròn để thực hiện phần thi búa của mình. Kết nối Bluetooth. Thank you.
để chuẩn bị cho buổi